bồ tát có quay lưng lại với việc hoàn thành thiện nghiệp mà ngài đã có thực hiện để thành tựu vì lẽ ngài đã lo sợ rằng người đàn ông đã mưu hại có thể đoạt lấy tính mạng của ngài có thể cố gắng một lần nữa để giết chết ngài không ngài có bỏ rơi ông ta trong khu rừng hoang vắng không dạ thưa không kính mạch ngài bồ tát dẫn dắt vị bà la môn về nhà với tấm lòng tự ái vô lượng nhằm mục đích hoàn thành pháp ba la mật. Các con thấy đấy, nếu một người sở nguyện cầu để toàn tri quả vị Phật, vì ấy phải hoàn thành viên mãn các pháp toàn thiện, mười pháp ba la mật trong phương thức này, mà không bao giờ tạm dừng, nghỉ ngơi, không bao giờ ngơi nghỉ. Nếu không thì vị ấy không thể nào đạt được quả vị Phật. Các con có hiểu không? Vị ấy không bao giờ ngơi nghỉ, vị ấy không bao giờ trở nên sao lãng, người ấy thường luôn thực hiện 10 pháp ba la mật các con mới vừa một khoảnh khắc trước đây đã nói với sư rằng các con không thể nào gìn giữ sự tỉnh giác của mình nếu bị bọn cướp tấn công các con và đã cố gắng sát hại các con cho đến bây giờ con vẫn không thể nào giữ được nó kính bạch ngài nhưng các con đang có sở nguyện cầu cho việc giác ngộ phải không và thưa phải kính bạch ngài con có nếu các con muốn điều đó các con có thể thành đạt được điều đó nếu các con gìn giữ sự chú tâm của mình được tập trung như là sư đã giảng dạy các con các con sẽ thâu đạt điều đó rất nhiều cho dù là người ta đánh đập các con đánh liên tục các con giết chết các con các con đã nghe câu chuyện của trưởng lão Tích xá chưa dạ thưa không kính bạch ngài con không có trưởng lão Tích xá đã thọ nhận giáo lý của đức phật và liễu tri được giá trị của giáo pháp ngài đã nghĩ suy bây giờ ta không thể nào tiếp tục sống trong cách sống của trưởng giả này nữa và ngài đã cho đi tất cả tài sản của mình đến người em trai của ngài sau đó ngài trở thành một vị tu sĩ và đi đến sống hành thiền trong khu rừng hoang vắng với bình bác cất thực và bộ tam y của mình lúc bấy giờ người vợ của em trai của ngài đã suy nghĩ quả wow, rất là thú vị để sở hữu tất cả tài sản của người anh trai của chồng ta nếu ngài vẫn cứ là một tu sĩ thì chúng ta sẽ có được tài sản này cho phần còn lại của cuộc đời mình. Nhưng có thể Ngài sẽ không đạt được sự giác ngộ. Sau đó Ngài có thể sẽ trở lại đời sống tại gia. Vì vậy, tốt hơn ta phải giết chết Ngài. Và cô ta đã đưa tiền cho một số tên tướng cớp và nói rằng hãy đi và giết chết trưởng lão tiết xác. Ta sẽ cho các ngươi nhiều tiền hơn nữa sau khi các ngươi hoàn thành công việc. Thế rồi, bọn cớp đã đi đến khu rừng chỗ nơi trưởng lão tiết xá sinh sống và bắt lấy ngài. Ngài đã nói, bần đạo, không có sở hữu bất cứ điều chi. Nhưng nếu các ngươi muốn lấy bình bát các y áo của bần đạo thì xin hãy vui lòng làm như vậy đi. Chúng tôi chỉ muốn giết chết ngài, bọn cấp đã trả lời. Người vợ của em trai ngài cho chúng tôi nhiều tiền để giết chết ngài. Và cô ta sẽ còn cho chúng tôi thêm nữa sau khi chúng tôi hoàn thành công việc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải giết chết ngài. Trưởng lão Tiết Xá đã nghĩ suy. Ta vẫn chưa giải thoát được khỏi sự đau khổ. Và ngài đã cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Ngài đã nói với bọn cấp, được, được, các ngươi phải giết chết bằng đạo. Tuy nhiên, làm ơn cho bằng đạo trước lúc bình minh, sau đó thì chỉ làm việc kết liễu cuộc đời của bằng lão. Bọn cấp đã đáp lời, mọi người đều sợ tử vong nếu như vị tu sĩ này trốn thoát, chúng ta sẽ không thể nào nhận được tiền. Các người không tin vào bằng đạo à? Trưởng lão Tiết Xá đã vấn hỏi, được rồi, bằng đạo sẽ làm cho các ngươi tin tưởng bằng đạo, và ngài cầm lấy một tảng đá đã đập nát đôi chân của mình. Thế rồi, ngài đã nói, bây giờ, bằng đạo không thể nào tẩu thoát được nữa, vậy thì xin hãy làm ơn, đừng giết chết bằng đạo trước khi lúc bình minh. Mặc dù bọn cốp là những người rất hung tợn, cho bởi lòng tự ái của trưởng lão tiết xá, chúng đã cảm nhận được lòng bi mẫn và quyết định để cho ngài được sống đến lúc rạng đông. Trưởng lão tiết xá đã khuyên nhủ chính mình, trưởng lão tiết xá, không còn bao nhiêu thời gian nữa, Bình minh thì gần kề, hãy nỗ lực tinh cần. Ngài ra sức nỗ lực một cách mãnh liệt cho việc thực hành giáo lý của Đức Phật. Và trong khi ngài tu tập, có một tâm thức ổn định, bình minh đã đi đến, khi mặt trời mọc lên, ngài hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu của mình, đạt được hạnh phúc. Ta đã, đã thành đạt được việc giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Ngài lấy làm hoan hỷ, sau đó, ngài đánh thức bọn tướng cấp và nói rằng: ngài đã hé rạng tươi sáng khởi sanh và đi đến và ngài đã trọn vẹn niềm an vui bấy giờ trưởng lão tích xá có phải là một đệ tử chân chánh của đức phật không một bậc vô sanh dạ thưa phải kính bạch ngài ngài đó đã là các con nghĩ suy như thế nào người nào tiến hóa nhanh hơn một người thiền định với cả đôi chân bị bể vỡ hay một người thiền định như là các con vậy kính bạch ngài con thích nhất là thiền định mà không có sự hủy hoại đôi chân của con. Trưởng lão Tích Xá đã đạt được điều đó bằng với cả đôi chân bị vỡ. Các con sẽ đạt được điều đó lúc rạng đông không? Con không nghĩ là con có thể làm được điều đó kính bạch ngại. Nó sẽ làm cho con. Và lâu hơn điều đó, chúng con thì thư thả kính bạch ngại. Nếu một người không có sự hủy hoại đôi chân của mình thì sự nỗ lực lại hơn, do đó tiến độ chậm hơn. Trong trường hợp đó, các con không có háo hức để đạt được mục tiêu của mình một cách mau lẹ sao? kính bạch ngài chúng con muốn đi một cách chậm rãi từ từ thôi được thế thì có lẽ các con nên hủy hoại đôi chân của mình và sau đó thiền định con không có sự can đảm để làm điều đó kính bạch ngài con nói rằng con tha thiết được nếp bàn nhưng trong tâm thức của con con vẫn còn sợ hãi con không đủ sức chịu đựng để đón nhận sự sát hại sau khi hủy hoại đôi chân của mình trong trường hợp đó tu tập y như nhau nhưng không có sự hủy hoại đôi chân của các con Chúng con sẽ hết sức cố gắng tu tập trong phương thức mà Ngài đã giảng dạy cho chúng con. Kính bạch Ngài, chúng con đang thi đua nhau với bà Wisaka, với ông cấp cô độc. Kính bạch Ngài, việc đó được nói trong kinh điển rằng hiện giờ họ đang vui hưởng một đời sống thiện hảo ở các cõi thiên giới và chúng con cũng muốn có được cùng thể loại vui hưởng như vậy đó. Kính bạch Ngài. Họ đang vui hưởng một đời sống thiện hảo sau khi đạt được rất nhiều. Tuy nhiên các con vẫn chưa đạt đến cùng tầng cấp, phải không? Các con có thực sự đang làm như họ phải đã làm không? Ông cấp cô độc đã đi đến thành vương xá như là một vị chủ nghiệp tài chính. Chỉ ông đã đi đến nơi đó làm cho ông nhận biết ra rằng một vị Phật đã xuất hiện trong thế gian. Ông đã không đi đến thành vương xá chỉ để thiền định hay là để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật. Nhưng khi ông đã nghe nói về Đức Phật, ông đi đến với Ngài ngay tức thị, ngay giữa lúc đêm khuya ông rời khỏi những bức tường thành để đi đến nơi đức phật đang trú ngụ khi ông ta đứng trước đức phật ông ta đã đạt được điều mà ông ta có sở nguyện cầu nếu một người nào đó buông xuống tất cả mọi thứ hối hả đến với đức phật trong lúc giữa đêm khuya thì nỗ lực của người đó là to lớn hay là nhỏ bé các con nghĩ rằng ông ta có bao giờ phóng đảng đức phật như là một đối tượng tâm thức của mình khi đang xảy đến cho ông ta không dạ thưa không kính mạch ngài ông ta đã không có bây giờ hãy nói cho sư biết về bản thân các con Chúng con mất đi sự tỉnh giác về đối tượng trong khi chúng con đi bộ hoặc trong khi chúng con suy nghĩ kính bạch ngài. Nếu các con muốn trở nên giống như ông cấp cô độc, các con phải phấn đấu như là ông ta đã phấn đấu. Ông cấp cô độc đã băng qua một nghĩa trang trên con đường của ông ta đến với Đức Phật kính bạch ngài. Chúng con cũng có thể làm được như thế kính bạch ngài. Những nghĩa trang được cho là có sự quấy phá bởi ma quỷ và các yêu tinh. Những chúng sanh hộ tình thấp kém khác để có thể đi xuyên qua một nghĩa trang người ta phải rất dũng cảm trong một ý nghĩa thế tục hay là có sự tiến hóa về mặt tâm thức trong sự định thức nếu có thể là tuệ giác. Những người có giới đức tốt đẹp, một tâm thức được tiến hóa thì được cho là được bảo vệ chống lại nguy hại của các chúng sanh, hữu tình thấp kém. Có một sự hành thiền mà đã thực hiện trong nghĩa trang để liễu tri được sự vô thường thông qua việc thẩm sát về các tử thi đang thói rửa. Người mà tu tập việc này thì được khâm phục và được kính trọng trong đất nước Miên Điện. Người ta nói rằng, ông cấp cô độc đã bắt đầu việc thiền định của ông ta vào canh khuya thứ nhất và đã được đạt được sự giải thoát, đã quả thất lạc vào lúc rạng đông. Tuy nhiên, nếu như các con không thể nào đạt được điều đó vào lúc rạng đông thì đừng có bận tâm. Quả là vừa đủ lượng nếu như các con đạt được điều đó vào khoảng thời gian mặt trời đã mọc lên và nó tỏa ánh nắng. Hãy nói cho sư biết, các con sẽ tu tập bằng mục đích là để các con đạt được mục tiêu vào ngày mai không? Kính bạch Ngài, chúng con cũng sẽ đi băng qua một nghĩa trang để đi đến tu viện của Ngài. Trong phương thức này, chúng con thi đua với ông cấp cô độc. Ông ta có cho phép bản, bản tính liên tục của sự giác ngộ được gián đoạn không? Ông ta đã không có làm như thế, kính bạch Ngài. Nhưng mà chúng con đang thực hiện cùng một phương thức như ông ta đã làm. Nếu như các con thực sự muốn trở nên giống như ông cấp cô độc, các con phải tu tập nếu như các con tu tập, các con có thể hoàn mãn, hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu của mình. Nếu như các con không tu tập, các con không thể nào đạt được bất cứ điều gì, không thể nào làm cho các con định tâm vào được điểm chạm khi không khí xúc chạm. Có thể được kính bạch ngài. Để trở nên giống như ông cấp cô độc, các con phải tu tập như là sư đã dạy cho các con. Các con nói cho sư biết rằng các con đã đạt được mục tiêu của mình vào ngày mai không? Con sẽ nói cho ngài biết. Còn vẫn chưa có đạt được điều gì đó. Kính bạch ngài. Các con có hiểu biết là ông Cấp Cô Độc đã làm biết bao nhiêu sau khi ông ta đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ không? Ông ta đã nghĩ suy, đây là bất khả tỷ giảo. Vua của tôi, dân tộc tôi, thăng bằng quyến thuộc của tôi, các con trai, con gái của tôi, những cư dân thành thị và dân nông thôn, thôn quê, tất cả trong số họ vẫn chưa được nghe biết đến rằng có một vị phật đã xuất hiện tôi muốn họ được trải nghiệm niềm phúc lợi giống như tôi có được trải nghiệm bây giờ làm thế nào tôi có thể hoàn thành được điều này tôi phải mời thỉnh đức phật thỉnh ngài lưu lại trong một thời gian ở một thành phố của tôi thành xá vệ và tất cả có thể đi đến và diễn kiến ngài đức phật với lòng đại bi sẽ giảng dạy cho họ ở phần kết thúc của việc giảng dạy nhân lợi và thiên chúng sẽ đạt được niềm hạnh phúc niềm phúc lợi tương tự như tôi đã thành đạt ông cấp cô độc đã liễu tri được chân lý thù thắng ông ta hiểu biết nguyên do vì sao ông liễu tri được điều đó ông đã thỉnh mời đức phật nhằm để giúp những người khác cũng được liễu tri ông đã kiến tạo nhiều nhà nghỉ từng mỗi mưa dặm dọc đường trên con lộ thành vương xá đến thành phố địa phương của ông trong thành xá vệ ông kiến tạo kỳ viên tự cho đức phật và ông đã sắp xếp tất cả mọi thứ để làm thế nào có được chỗ cho tất cả những người đến tham dự Ông đã cung cấp tất cả mọi thứ, bố thí tất cả, từ người ăn sinh cho đến nhà vua, nhờ vào những sự sắp đặt của ông cấp cô độc. Những người mà đã được nhiều diễn kiến Đức Phật trên hành trình Ngài đến xa, xa vệ, cũng hưởng được nhiều sự phúc lợi. Trong suốt cuộc hành trình của Đức Phật, nhiều người chư Thiên, chư Phạm Thiên đạt được điều mà họ có sở nguyện cầu. Các con nghĩ là bao nhiêu người đã hưởng lợi từ đó, chúng con không hiểu được kính bạch Ngài. Thế thì có bao nhiêu người, bao nhiêu chư thiên đạt được niếp bàn? Có rất đông kính mạch ngài. Có bao nhiêu chúng hữu tình đã đạt được viên mãn sở nguyện cầu của mình trong sự nhấp nháy của một con mắt? Đó đã là 180 triệu chư phạm thiên và một A tăng kỳ chư thiên. Có bao nhiêu chúng sanh hữu tình đã đạt được sự giác ngộ trong thời gian đã trôi qua? Họ phải là vô số lượng kính bạch ngài. Ông cấp cô độc đã tiếp tục hỗ trợ giáo lý của Đức Phật và do bởi sự nỗ lực của ông rất nhiều chúng hữu tình đã đạt đến sự bất tử. Liễu tri được điều này, các con phải thực hiện rất nhiều sự nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình vào ngày mai. Các con sẽ làm được điều này không? Đừng nghĩ si quá! Co về cao Kính bạch ngài, con không nghĩ rằng con có khả năng để đạt được điều đó vào ngày mai. Con thì đang đói, vợ của con cung cấp cho con thực phẩm nhưng con vẫn không ăn à. Khi nói tới thực phẩm, con sẽ còn áp lực khi con đi đến cái bàn ăn nữa, kính bạch ngài. Các con ăn cho dù là các con không muốn ăn hay là các con muốn ăn? Có lẽ con muốn ăn, kính bạch ngài. Trong bao lâu thì cân đối của các con lắng dịu xuống nếu như các con ăn một lần? Trong nửa ngày, kính bạch ngài. Trong bao lâu sẽ làm dịu bớt cân đối của các con nếu như các con ăn theo phương thức mà ông cấp cổ độc đã ăn? Cho phần còn lại của vòng tuần hoàn của sanh tử, kính bạch ngài. Hãy nói cho sự biết điều chi là tốt nhất. Thực phẩm người vợ của con cung cấp cho con để mà giúp cho con được hài lòng trong nửa ngày, hay là điều mà đức Phật ban bố cho con để mà giúp con được hài lòng trong phần còn lại của vòng tuần hoàn sanh và tử? Con phải trả lời rằng, điều mà Đức Phật ban bố là tốt nhất cho con kính bạch ngài. Con ăn điều mà người vợ của con cung cấp cho con, thế thì con sẽ làm gì với thực phẩm của Đức Phật ban bố? Con thì đang lưỡng lự về điều đó kính bạch ngài đó là lý do tại sao con không xác định được về bản thân mình kính mạch ngài tốt lắm tốt lắm hãy tích cực tu tập các con dốc sức nỗ lực rất nhiều để làm tất cả cho những điều này vì lẽ các con không có sự thẩm sát về danh và sắc một cách chính xác tuy nhiên các con lại có sự cảm phục đối với đức phật khi đã có sự quyết định để hành thiện hãy hành thiền. trong khi các con hành thiện các con có thể phát hiện ra rằng tay chân của mình dần dần trở nên đau nhức và tê cứng bấy giờ đừng có suy nghĩ. Vì sao tôi phải bị đau đớn như vậy? Nó có nguy hiểm không? Mà hãy lập chí nguyện rằng, hãy bỏ mặc sự nguy hiểm đó đi. Nếu tôi phải chết đi, cầu cho được như vậy. vả lại, tôi cũng đã phải chết trong thời quá khứ. Các con có nghĩ rằng đã bao nhiêu lần các con phải chết không? Nhiều không thể điếm xuể kính bạch ngài. Hãy nói cho sư biết, có bao giờ các con phải chết trong khi các con đang hành thiện không? Giả thuốc không? Kính bạch ngài con đã phải chết chỉ khi con đang vụng về không khôn khéo đó là lý do tại sao con vẫn còn rất lo ngại thế thì nếu chúng ta phải chết chúng ta nên nhìn vào điều đó như thế nào tôi đã không bao giờ chết cho đến hiện nay trong khi tôi đang hành thiện tôi sẽ không bao giờ chờ đợi cho đến lúc bình minh hãy để cho tôi dù cho là ngay bây giờ để cho tôi có thể có được kinh nghiệm về sự cận tử lâm chung trong khi đang hành thiện các con thì nên suy nghĩ trong phương thức này nếu các con mệnh chung khi đang hành thiện, các con sẽ trở nên khốn khổ không? Dạ thưa không, kính mạch ngài. Nếu các con sống trong một cuộc sống lười biếng và trây lười, các con sẽ trở nên hạnh phúc không? Dạ thưa không, kính bạch ngài, con sẽ tốc tục đi vòng quanh trong vòng tuần hoàng của sanh và tử vòng luân hồi, kính bạch ngài. Tôi, chưa bao giờ, trong toàn bộ cả vòng luân hồi, có sự tê cứng và đau nhức tay chân do bởi việc hành thiện thật là một điều sung sướng nếu như tôi trải qua kinh nghiệm những hệ lụy này ngay bây giờ vì vậy các con nên nhìn vào những nỗi đau nhất của mình cho dù là tay chân của các con đau nhất đừng có bỏ cuộc nên biết rằng những bậc trí tuệ ở trong quá khứ đã có bước đi trên cùng một con đường các con phải tu tập nếu các con chỉ nói về việc ra sức nỗ lực các con sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ điều gì chỉ khi nào các con thiền định có thể các con đi đến liễu tri bây giờ các con có thể có đang suy nghĩ rằng chúng tôi muốn hành thiện, nhưng vị tu sĩ trưởng lão này đang nói trong một thời gian lâu dài. Thế thì, nào, hãy tập trung vào tâm thức các con lại, như là Đức Phật đã giảng dạy đến các con, thiền định với sự nỗ lực kiên định và kiên trì.